chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Cua Vlog. Vô luôn đi. Thì hôm nay á, mình sẽ so sánh hai mẫu xe, đó chính là Vario 160 và SH, để xem là các bạn nên mua xe nào là hợp lý ngay tại thời điểm này. Đấy, thì cái này thì mình không biết so sánh như thế nào, tại vì nó là một trời một vực, một chiếc xe tầm trung và một xe tầm cao cấp. Nếu mà Tân sử dụng xe nào? Nếu mà em chọn nha, em sẽ chọn SH 160. Chống chân tới không? Sao không tới trời, bắt gì không chống chân cũng tới. Bỏ nó dày ra, mới chống chân tới nha. Hơi nhón xíu thôi nhưng mà cũng chống được. Rồi bây giờ ha, để cho cái gọi là cái mức giá trước, để xem là giá của hai cái con xe mình sẽ so sánh với là SH mà đọc hết luôn, dãy SH luôn. Mình sẽ đọc giá Vario trước, cho Tân đọc giá SH, tại SH nhiều, giọng dài thì mình đọc SH. Rồi thì Vario 160 bên cửa hàng mình á, hiện tại thì nó đang có mức giá là khá là ế. Mức giá của nó là phiên bản phanh CBS sẽ mức giá là 53 triệu và phiên bản phanh ABS hai một ABS là một kênh nhưng mà là hai thắng đĩa thì nó sẽ có mức giá là 58 triệu. Đã bao gồm thấy VT, đã bao gồm thấy nhập khẩu rồi. Còn SH nè, báo giá đi. Ok. SH thì báo từ 105, trời dữ vậy. 125 đúng hả? Ừ. Rồi bây giờ phiên bản 2021 nha, SH125 bản CBS 2021 giá đang là 81 triệu, SH125 thắng ABS 2021 đang là 80. Ủa gì vậy? Đậu quá chậm ma rồi. Lại nha, SH125 tháng CBS 2021 là 81 triệu, 125 ABS 2021 là 95 triệu, 125 CBS 2023 là 84 triệu, còn 125 ABS 2023 là 95 triệu nha. SH150 ABS 2021 là 115 triệu, SH150 ABS thể thao là 126 triệu, 150 ABS đặc biệt mới là 120 triệu, 150 ABS 2023 là 122 triệu, 150 ABS thể thao 2023 là 130 triệu, 150 ABS đặc biệt 2023 là 150 không có 2023. Bỏ mấy cái 2023 đi. Ôi ai mà ác ôm như trời, để vô đây lánh lừa. Tôi thử các bạn thôi, coi các bạn có biết phát hiện đâu đó. Còn có phải phát hiện được là 2023 có 150 không đó. Không có 2023 nha. Là chuyển qua là SH160 rồi. Thì SH160 ABS cao cấp là sẽ là 119 triệu, 160 CBS sẽ là 102 triệu, 160 ABS hay gì vậy? Đà biên bản tiêu chuẩn đó sẽ là 125 triệu. Còn SH160 bản thể thao màu xám đen sẽ mức giá là 128 triệu. 125 triệu vậy? Xài á, xạo á, xạo á. Đọc giá vậy là mấy bạn nghe hiểu không? Mấy bạn nghe lại từ đầu là mấy bạn sẽ hiểu thôi. Có gì nghe giá không hiểu, các bạn cứ tua lại ha, nó hơi rối lúc này tại vì quá trời nhiều phiên bản. Còn nếu mà các bạn không hiểu nữa thì các bạn có thể liên hệ số điện thoại mình có để góc màn hình, hai số, một số là 0785888030 và một số là 0785666303. Nếu mà ai thích gặp nữ thì là 888030, còn ai thích gặp nam thì là 666303. Bên đây thì gặp em. Hay bên đây thì gặp em. Các bạn biết tại sao không? Bây giờ giữa hai chiếc xe này đều là động cơ 160 phân khối. Động cơ giống như nhau. Vậy mắc gì mua SH chi mua Vario cho là rẻ hơn. Vậy là tùy cái nhu cầu, tùy cái cách nhìn, cái nhân sinh quan, cái thế giới quan. Cho con này là 60 triệu. Con này mà 160 là tới 128 triệu. Mày leo quá giờ nha. 128 triệu với 60 triệu là mua một chiếc này bằng hai chiếc này. Vậy có nghĩa là những người chọn hai chiếc này người ta sẽ không quan tâm đến sức mạnh động cơ. Người ta sẽ quan tâm đến cái cách mà chiếc xe nó mang lại. Cái nhân cách mà chiếc xe mang lại, không phải cái nhân cách, cái giá trị là lựa chọn con này hả? Đúng rồi, cái giá trị không, em thích sự cao cấp này, thích thể hiện mình sang trọng rồi này kia đó, cái phong cách thanh nhã thanh tao đó thì chọn chiếc này, còn ai kiểu cá tính mạnh mẽ thì chọn chiếc này. Vậy là nói tao thanh tao đúng không? Thanh tao, nhưng mà cái bộ này thì chạy chiếc này mới hợp, bộ này là chạy chiếc này mới hợp, bộ này chạy chiếc này thì nó kỳ. Rồi thì đó là cái giá bán ha. Về vấn đề thật ra so sánh giữa hai chiếc này là để vui cho chơi thôi. Chứ Vario 160 á, hiện tại thì các bạn muốn mua xe nhập khẩu thì cứ mua Vario 160, tại vì nó có phanh ABS ở một kênh và hai thắng đĩa, nhưng mà con này nếu mà các bạn lựa chọn thì các bạn sẽ được hai phanh ABS hai kênh luôn, và nó có những cái tính năng như là HSTC nè, chống trơn trượt kết hợp với phanh ABS đó, rồi kết nối Bluetooth trực tiếp trên xe luôn, ai gọi điện thoại tới đều biết, ví dụ như đang đi chơi với bồ mà nhỏ bồ khác gọi điện thoại hiện trên màn hình đây chân thấy hết trơn, nhỏ ngồi sau nhìn thấy hết trơn đó. Rồi còn vấn đề mà giá bán thì nói, còn trả góp sao, mua trả góp sao vậy? Mua trả góp thì mình cứ trả góp thôi,
cảm ơn các bạn đã xem video. Là tư vấn chưa? Đó, nói giỡn với bạn thôi nha. Trả góp thì đối với Vario 160 thì mọi người đưa cho trước cho mình là mức khoảng 9 triệu. 9 triệu là ok nhất rồi nha. Đó, thì cái mức lãi mình góp hàng tháng là nó sẽ thấp nha mọi người. Đó, hoặc là nếu mà không có thì mọi người đưa 6 triệu thôi. 6 triệu hoặc 9 triệu thôi là cũng được rồi. Nên mà khuyến khích mọi người đưa 9 triệu nha. Đó, còn SH thì mọi người đưa trước cho mình cái giá nó hơi cao. Mọi người đưa trước 10 triệu đi. Đưa trước 10 triệu thì mọi người sẽ có mức góp hàng tháng ưu đãi. Nhưng mà đi SH Việt mà lên Ý nửa mùa. Không, bậy. Cái đó là người ta có tiền, người ta muốn chơi sao người ta chơi. Thôi, tao thấy tiền nửa mùa. Tiền ta muốn chơi sao người ta chơi. Tao thấy chơi đi SH mà, nè nè, SH Ý. SH Việt mà lên Ý làm gì? Ý là khoe là mình Ý hả? Mình có tiền mình mua xe Ý hả? Bây giờ hỏi mọi người nha, bây giờ cũng là xe khác. Tại sao xe khác người ta độ được mà xe này tự nhiên độ cái bị nói, đúng không? Cái này lên có dạng áo không thì bị nói mấy xe kia lên 5 phụ này kia thì ra đường rồi kìa, trời anh nói bị chịu chơi, anh nói độ ngay quá. Này lên đúng có cái dạng áo quý thôi ra bị chơi nửa mùa. Không chứ gì nữa. Kỳ vậy. Làm sao là vừa có tiền mua được SH nhưng mà còn bị chửi nữa. Làm sao mọi người? Rõ ràng đúng không? Tại vì nửa mùa không có tiền mua SH Ý. Thì đúng rồi, tôi không thích, tôi không có đủ tiền mà tôi thích chơi, thích SH Ý kiểu này thôi chứ. Biết sao không? Cái người đi SH Ý mà đi SH Việt lên Ý á, thật ra là người ta thích cái kiểu dáng SH Ý. Nhưng mà người ta lại thích công nghệ của SH Việt Nam. SH Việt Nam nó sẽ có hai fan ABS nè, nó có HSTC nè, mà SH Ý làm gì có, SH Ý ngày xưa làm gì có. Rồi, đúng không? Tính năng kết nối Bluetooth trên xe nè, rồi mặt đồng hồ full nail đi, cái kia là mặt đồng hồ nó là đồng hồ cơ. Đó, đó, có lý hết trơn, có lý. Mọi người thích cái SH công nghệ của SH Việt nhưng mà lại thích là cái kiểu dáng của SH Ý. Nhưng chung quy lại người không hiểu thì nói là nửa mùa. Tại những người đó là không có tiền mua SH. Những ai chơi nửa mùa là những người không có tiền mua SH. Đồ cá luôn. Vậy là mua SH ở chợ không? Mua SH thì có thể là không ở chợ. Nhưng mà mua Vario cho chắc chắn đang ở chợ. Mua SH có thể là chả dở khùng dở điên nha. Cái này là những giờ phút giải lao anh em mình thôi nha, không mang tính đả kích. Rồi thì SH ở bên mình là sẽ có những cái màu này ha, rất là nhiều màu sắc cho các bạn lựa chọn luôn. Xanh vàng rồi nọ kiểu. Hôm nay là một cái màu mình anh em mình làm clip một cái gọi là clip xàm xàm để vui giải trí chứ review hoài thì cũng chán đúng không? Đây, báo sang trọng, báo đẳng cấp, báo mê chắc, báo SH lẻ này nè. Đó mọi người, rồi. Ơi, mà tao có bạn gái, nó thích tao đi SH màu hồng lắm. Bạn, bỏ bạn gái liền nha, bạn gái kỳ. Bạn gái mà sao hay quy định bạn trai chạy xe này xe kia quá. Nhưng mà nếu mà thích thì có SH màu hồng. Đây, chị SH em mà thích màu hồng. Ơi, mà nói nghe nè, nhiều bạn á nói là mình độ lên những cái dàn áo hay là những cái đồ chơi trên xe hay là sơn màu sơn vậy nè. Thì ví dụ như độ cái mâm đi. Cái mâm của chiếc xe mà SH Ý, SH lên Ý mình độ cái mâm Ý. Thì cái mâm zin này nè, là các bạn này, nhiều người nói là độ mâm Ý là độ mâm giảm vô, độ mâm lô vô, xong lấy mâm zin của người ta đi bán. Nó cửa hàng mình nghĩ đó. Ủa, có trả lại mà, có ai giữ đâu. Nhưng mà nếu có nhu cầu, bạn nào mà có nhu cầu dạng như là bán cái mâm zin này để bù tiền qua cái mâm kia thì nó sẽ giảm chi phí mua cái mâm kia hơn. Đúng rồi. Còn nếu không thì có tiền mình mua cái mâm kia, mâm này vẫn trả lại bình thường. Không thôi thì mọi người lấy cái mâm mọi người ăn cơm hàng ngày đó, mọi người gắn mọi người đi. Được. Mâm đựng cơm hả? Mâm đựng cơm đó, mày gắn cái mâm đó. Đi sáng đi chừng 1 km là nó sẽ móp. Vui dữ chưa? Vui dữ rồi đó má. Vui dữ dở cái đó 2 triệu đó thì tiếp không? Đứng nhìn hoài luôn đi. Đứng nhìn cái máy hoài luôn. Kết đi. Hai. Ủa. Bye. Bye mọi người. Hẹn lại ngồi trong những video tiếp theo. Không. Nếu mà các bạn thấy clip này thật sự là xàm xí và vui vẻ, cho mình một dislike. Và đừng chia sẻ, hãy hủy kênh mình đi. Cộng một report. Cảm ơn các bạn.